Chào tất cả bạn, hôm nay giới thiệu cả sản phẩm đó chính là máy tủ sấy nông sản với mẫu máy sấy nông sản này. Các bạn có thể sấy hoa quả dược liệu đa năng nhé. Với mẫu máy sấy đa năng này thì nó gồm có 8 khay. Đây là công tắc xoay này, đảo khay tự động này, nó sẽ tự động đảo khay cho các bạn này. Nó xoay nó cứ đều này. Đó. Tắt đảo khay này, đó. Đây là cái khay này. Đường kính khay nó là rộng 40 phân này, khâu là 4 phân này, mỗi khay là 4 cân nhá, 4 nhá, 4 cân nhá. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tổng là 8 khay này. 8 khay là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 khay, 8, 4, 8, 4, 2, 4, 24, tổng là 24 đến 25 cân một mẻ nhá. Đấy, nếu mà bỏ đầy có thể lên được 5 cân nhá, thì khoảng tầm là 30 cân một mẻ nhá. Đấy. Thì ở đây là nút đảo khay tự động này, còn đây nút nguồn, tắt nguồn này, tắt nguồn này. Đấy. Bật nguồn này. Đấy. Còn đây điều chỉnh nhiệt độ này, tăng giảm nhiệt độ này. Đây trong đây có hai thanh sấy này, một thanh này. Hai thanh này. Đó. Tăng giảm này, ví dụ đây là tăng giảm nhiệt độ, đây là 200 độ này. Đó, 200 độ nhá. Đây là mắc là 200 độ nhá. Đấy. Đấy. Đấy, ví dụ nữa. 180 độ thì của là thằng này này. Còn bên đây là nhiệt độ chiết áp bên này là của thằng bên đây này. Đó, thì điều chỉnh ta điều chỉnh ở đây thôi nhá. Ta đỉnh ở cái đỉnh này này. Điều chỉnh là 150 độ này, ví dụ nữa nhá. Đấy. Máy so nhá. Kính cường lực nhá. Đấy. Rất dày dặn này. Đấy. Máy toàn bộ là máy là inox nhá, thời gian chắc chắn này. Đấy. Đây điều chỉnh thời gian này, ví dụ đây 50 phút là tăng giảm 50 phút điều chỉnh ở đây này. Sau khi điều chỉnh thì bắt đầu khởi động, ta nhấn nút khởi động này. Đấy, đây khởi động này, còn đây tắt này. Tắt. Khởi động chạy này, nóng này. Đấy. Bật lên đây này, đấy. Thì bắt đầu nó đo nhiệt độ lên, bắt đầu nó tăng dần lên nhá. Đấy. Đấy, bắt đầu nhiệt độ cao này. Báo nhiệt độ vào này, tắt này, đó nó tắt nhiệt độ này, đó. Đấy, đây là cách các bạn mua tủ sấy thì liên hệ của mình nhá. Mình ra hàng toàn quốc nha các bạn nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.